mẹ kể bé nghe chồn lái xe một thợ săn lái chiếc xe đến cánh rừng cạnh bờ biển để săn bắn thợ săn ngừng xe mang súng đi săn chồn một con chuột nhỏ thấy chiếc xe rất lấy làm lạ nó nhảy xuống cây lần la đi đến bên chiếc xe phóc một cái nó đã nhảy gọn vô trong chiếc xe nhỏ và đùa chơi với tay lái. Tuyên, chuột ta đã đụng phải chiếc kèn. Chiếc kèn kêu lên. Nó quảng hồn liền mau lẹ giọt ra khỏi xe. Tiếng tuyên ấy đã rủ rê nhiều động vật trong rừng kéo đến xem. Có con nói nó sống, có con bảo nó chết, nhưng rốt cuộc đều không biết nó là cái gì. Ông rùa biển đi ngang qua, thấy chạy nói. À, trò đùa này ta đã thấy nhiều rồi người ta gọi nó là xe hơi họ thường lái nó đến đây để tắm biển một con khỉ nhỏ toe toét cười nói ông rùa ông dạy tôi lái xe đi rùa bèn dạy khỉ nhỏ lái xe khỉ thật thông minh mới đó đã học biết ngay tuyên tuyên chiếc xe đã nổ máy khỉ mời gấu nai thỏ chuột lên xe ngồi là dành một chỗ bên cạnh mình cho cụ rùa để cụ chỉ dạy thêm tuyên tuyên chiếc xe lao dung vút ai nấy đều thích thú xe đang chạy bon bon bỗng phía trước có một con trồn. nó đang bị thợ săn đuổi bắt Trồn thấy xe chạy nó ngỡ thợ săn đuổi trận đầu nên sợ cuống cuồng song nhìn kỹ thì lại là khỉ nhỏ đang lái xe nó liền gọi to dừng lại dừng lại khỉ nhỏ thắng xe Chồn liền phóng lên và bảo Các ngươi xuống hết đi, xuống hết đi Giờ rồi thợ săn bảo là tặng cho ta cái quái vật này Các ngươi mà không xuống Ta sẽ bảo thợ săn đánh các ngươi chết hết đấy Tất cả chỉ còn biết xuống xe Mặc dù chồn không biết phải lái thế nào Xong nó vẫn cứ lên Nó còn sợ mọi người lên xe Nên đóng sầm cửa lại Bây giờ nó mới bắt trước khỉ lái xe Nó nổ máy nhưng xe không chạy. Thợ săn nghe tiếng cò xe in ỏi dội chạy tới. Khỉ, gấu, nai, thỏ, chuột đều bỏ chạy ráo. Cụ rùa cũng ẩn mình trốn đi. Chồn thấy thợ săn tới, nó quảng hồn đến rung bần bật. Nó quýnh quán, muốn phóng xuống, nhưng cửa xe đã đóng chặt. Nó không biết phải mở làm sao. Thợ săn bước tới, cười hề hề và quát ta đi tìm mi từ nãy giờ hay đâu mi lại nạp mình trong xe ta đoạn ông ta bắt sóng con chồn